Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Ngày hôm nay Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc BT50. Mazda BT50 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014, bản 3.2 2 cầu. Hiện nay đang được chào bán với giá là 470 triệu đồng. 470 triệu đồng cho một chiếc Mazda BT50. Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014, bản 2 cầu điện. Chiếc xe này có màu lông chuột và đây quý vị có thể nhìn thấy sơn vỏ rất là bóng đẹp. Xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013. Lăn bánh đăng ký lần đầu năm 2014. Bản 3.2 2 cầu điện. Đây là cái thân vỏ của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ quay cả thân vỏ cả nội thất. Thì quý vị sẽ cùng với Dũng Audi kiểm tra cái chiếc xe này. Quý vị cứ tưởng tượng là như là mình cùng đi đến xem kiểm tra chiếc xe này luôn cùng với Dũng Audi khi mà Dũng Audi quay chi tiết các cái xe nhà mới về. Thì đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy xe là bản 3.2 nhé, 2 cầu điện. Thì xe được trang bị gồm những gì? Ở đây quý vị nhìn thấy đây, thân vỏ chiếc xe đây. Được chưa? Bây giờ sẽ tiếp đến là xi nhan trên gương này, có xi nhan trên gương này, có gương kính chỉnh điện cục điện này, gương kính chỉnh điện cục điện đây ạ. Rồi là vô lăng tích hợp bàn phím. Điều hòa auto, điều hòa tự động, đầu CD 6 đĩa tích hợp. Ở đây, đây là chế độ chuyển cầu điện. Trần nỉ còn rất là mới nha quý vị nhé, trần nỉ rất mới luôn. Đây quý vị nhìn thấy trần nỉ rất mới. Xe được trang bị 2 túi khí, 3 túi khí. Như mình nhìn thấy đây là chiếc xe này được trang bị 4 túi khí rồi. Xe được trang bị 4 túi khí ạ, một túi khí trên vô lăng, một túi khí bên phụ và túi khí ở trên cột giữa nữa. Đây ạ. Xe được trang bị 4 túi khí. Trần nỉ đẹp, ghế da đẹp. Đây ạ, ghế da rất đẹp nha quý vị nhé. Ghế da rất đẹp. Ghế da thì cũng có màu ghi màu gọi là màu xám. Rất là phù hợp với một chiếc xe có màu lông chuột như thế này. Đây là mình quay về cái những cái trang thiết bị của trên xe. Lốp còn rất mới quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy lốp còn rất mới ạ. Lốp xe còn rất mới. Lốp này là lốp mới thay. Lốp không còn phải là lốp nguyên bản nữa, lốp mới thay rồi. Lốp không phải lốp theo xe nhưng mà lốp còn rất mới. Thế là quý vị mua về thì có thể có một đôi lốp, một bộ lốp 4 chiếc rất là mới luôn. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Thế thì chiếc xe này hiện nay Dũng Audi đang chào bán với giá là 470 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên lạc trực tiếp qua số hotline 0855 966 966 ạ. Xin nhắc lại quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Dũng Audi 0855 966 966. Bây giờ quý vị hãy cùng với Dũng Audi kiểm tra về chi tiết những cái kỹ thuật của xe. Thứ nhất là đây là chỉ cánh bên phụ. Đây ạ. Chỉ cánh bên phụ, quý vị có thể nhìn thấy chỉ cánh bên phụ còn nguyên nhé. Không mất một phần chỉ cánh bên phụ nào. Đây ạ. Cánh zin luôn, chưa mở nhé. Đấy, táp ly đẹp, vẫn còn nguyên đây nỉ đây. Đây tiếp đến là đây, ốc cũng còn zin hết, ốc khóa đây còn zin này. Còn chỉ đây, chỉ cũng còn nguyên nhé. Chỉ cánh sau bên phụ cũng còn nguyên. Giờ tiếp đến là quý vị sẽ kiểm tra phần đuôi xe. Thì mình phải mở cái này lên này. Cái thùng xe rất đẹp quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy cái thùng xe rất đẹp luôn ạ. Thùng xe không
cũng như qua đã rất nhiều lần mình giới thiệu với quý vị là nếu như quý vị mua bán tải thì quý vị hãy kiểm tra cái thùng xem chủ xe đi có giữ gìn hay không. Thì quý vị chỉ cần nhìn những cái múi nhựa như này, mà nó đây, những cái múi nhựa của cái lót này, nếu như mà chờ người ta cầu thả, người ta chở những hàng nặng ấy với cả chở những cái thì nó sẽ bị vỡ dập hết những cái múi nhựa này. Nhưng mà xe này quý vị có nhìn đấy, múi nhựa như mới luôn ạ. Rất mới, rất mới đấy. Về phần đinh tán quý vị có thể nhìn ra đây, cái chỗ này là do cái dây cáp của cái này nó cọ vào đây thì nó bị xước một tí sơn, nhưng mà cái đấy không quan trọng đối với xe bán tải. Thùng thì xước tí sơn đấy không quan trọng, nhưng quý vị có thể nhìn thấy đinh tán, toàn bộ đinh tán đây ạ, toàn bộ đinh tán đây, kể cả đinh tán ở đây ạ, và đinh tán đây còn nguyên hết quý vị nhé. Tức là đây quý vị nhìn thấy đinh tán còn nguyên hết, tức là xe không bị đâm va vào sau đít. Đây đinh tán đây cũng còn nguyên hết ạ, tức là xe này là không bị đâm va phần đít đấy. Và cánh bên phụ mình vừa cho quý vị xem rồi cũng còn nguyên. Bây giờ quý vị hãy cùng Dũng Audi kiểm tra cái cánh đằng sau bên phần lái. Đây, cánh đằng sau bên lái chỉ đây ạ. Quý vị nhìn thấy chỉ rất đẹp luôn, không mất một phân chỉ nào. Đấy, còn bây giờ đến cánh sau, ở đây là cánh lái ạ. Chỉ cánh lái đây ạ. Chỉ cánh lái đây. Còn nguyên nhá quý vị nhé. Xe còn nguyên. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Táp lô đây. Táp lô đẹp. Táp ly còn rất đẹp, quý vị nhìn thấy táp ly đây còn rất đẹp luôn. Đây táp ly đây. Đây là cái phần nỉ này cũng còn rất đẹp đây. Phần nỉ trông như mới luôn. Táp lô, táp ly đẹp. Trần nỉ đây. Trần nỉ đẹp. Đấy. Ghế da, ghế sau cũng đẹp mà ghế lái cũng đẹp. Đấy. Thì nó có đây. Mình đã phát hiện ra một lỗi rồi. Một cái không phải lỗi mà đây phát hiện ra một điểm nhỏ. Là chiếc xe này đã bị thuốc lá. Đây là tác hại của thuốc lá. Đây là tác hại của thuốc lá, đã bị cháy lên một tí. Không đáng kể, không sao. Cái đấy nếu mà có thay miếng da đấy, hoặc là dán cái đề can lên, hoặc là thay miếng da đấy, mất khoảng độ tầm 200.000 thôi. Thay 200.000 là mất cái vết này luôn, không đáng kể đấy. Thế còn bây giờ quý vị hãy cùng chúng tôi đi vào phần kiểm tra phần khoang máy, đúng không? Cái phần gọi là trái tim của chiếc xe, với kiểm tra phần đầu xem là có bị va đập ở, đâm đụng ở đằng đầu không, cũng như là kiểm tra về phần máy, trái tim của chiếc xe. Trong một chiếc xe hơi thì phần máy người ta ví như là nó là trái tim của chiếc xe rồi. Mình cho nên là vừa mà quay xong rồi lại vừa ấy thì cũng hơi bất tiện một chút, nhưng không sao. Đây là phần máy của chiếc xe. Với khoang máy, đầu tiên là mình đi kiểm tra khoang máy. Thì cái phần này, quý vị có thể nhìn thấy phần này là đây ạ. Phần đầu chiếc xe là khá là ok quý vị nhé. Đầu chiếc xe khá là ok. Còn về phần máy thì quý vị nhìn thấy máy khá sạch sẽ. Máy thì cũng khá là sạch sẽ. Chiếc xe này sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu 2014, nhập khẩu nguyên chiếc, được chào bán với giá là 470 triệu đồng. Bây giờ đây là cái phần khoang máy quý vị nhìn thấy chưa? Bây giờ quý vị hãy cùng với Dũng Audi chạy thử trải nghiệm chiếc xe này nhé, xem là gầm bệ có chắc chắn hay không, máy số có ngon hay không. Rất mới luôn. $470 triệu cũng một cái mức tiền mà khá phù hợp với người dân Việt Nam. Xe sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013, đăng ký lần đầu 2014. Bản này là bản hai cầu điện, bản
khoảng 3.2 máy dầu thì nó tiêu thụ độ tầm 8 lít thôi. Một độ tầm mình cho bé quạt gió xuống cho nó. Chiếc xe này được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử ở đây ạ. Mình cũng giới thiệu thêm với quý vị là nó có được chức năng là cân bằng điện tử, chống trơn điện tử và đổ dốc điện tử đây. Đấy là những cái tính năng mà được tích hợp trên chiếc xe này. Bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm và chạy thử chiếc xe này xem nó như thế nào. Xe thì cứ phải chạy thử đúng không? Thì máy mình khởi động máy rồi, máy nổ khá êm, điều hòa mát. Đấy, máy dầu nhưng nổ rất êm nhé quý vị nhé, máy dầu nhưng nổ khá là êm đấy. Ồ, máy rất bốc quý vị ạ, nhả chân phanh ra cái là xe lao đi luôn. Điều hòa mát. Gầm chiếc xe này khá chắc quý vị nhé, đường bê tông nhưng mà mình ngồi trong xe là mình không cảm nhận được cái dây an toàn mà nó kêu tinh 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 tinh. Ngồi trên xe đi đường bê tông rất là sốc nhưng mà lại cảm thấy là cái giảm sốc của chiếc xe này khá là tốt, và đồng thời nữa là cái thứ nhất là giảm sốc xe khá là tốt, và đồng thời nữa là xe không có độ ồn rất là chắc chắn luôn, chỉ có tiếng của động cơ vọng lên một chút thôi, mà tiếng đối với máy dầu như thế này là rất là êm rồi. Đây, quý vị, mình đã tắt điều hòa, mình đã giảm cái điều hòa xuống để thấp nhất để cho quý vị có thể nghe được tiếng động cơ. Số tự động 2 cầu, động cơ 3.2, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 8 đến 9 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp. Thì chiếc xe này là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho một cái giá tiền là 470 triệu đồng. Số chuyển rất đều nhé, mình đề 3 đấy, mình đề 3 vào cua, ok. À, độ cân bằng rất ok quý vị nhé, mình vào cua với tốc độ là 80 cây một giờ. Mình vừa vào cua với tốc độ 80 km một giờ. Thì cái chế độ cân bằng điện tử rất là ok luôn quý vị ạ. Xe không bị tròng trành và đi rất là lướt luôn. Đấy là một cái ưu điểm. Đây đường này, đường ổ voi đấy, mình có một cung đường ổ voi. Chỉ có tiếng lốp thôi. Rất là ok cho một chiếc xe 470 triệu đồng. Xem xe thương lượng trực tiếp Dung Audi ô tô của Hải Dương, hotline, số điện thoại hotline của mình là 0855 966 966 ạ. Một cái số cũng khá là dễ nhớ cho quý vị. Quý vị chỉ cần nhớ 855 966 966 ạ. Mọi cái thắc mắc cũng như là cần tư vấn giải đáp thì quý vị cứ alo trực tiếp Dung Audi. Dung Audi luôn luôn sẵn lòng tư vấn nhiệt tình cho quý vị về cái vấn đề là mua bán ô tô cũ. Quý vị, mình có thể tư vấn và cho quý vị những cái mà quý vị cần về mặt mua bán xe ô tô cũ, là cái mà đúng cái sở trường của mình. Quý vị thấy ạ, đi rất là ok nhé, gầm bệ rất là chắc chắn. Đấy, đường rất xấu, chỉ có tiếng lốp thôi ạ. Vâng, quý vị có nhu cầu mua bán xe cũ hay alo trực tiếp cho Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966 ạ. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào cái hình ô vuông có chữ tam giác ở giữa màu đỏ đấy thì nó hiện lên quả chuông, thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream trực tiếp, báo giá cũng như là mỗi lần mình up video clip chi tiết về từng một chiếc xe. Dung Audi quay chi tiết từng chiếc xe thì Dung Audi sẽ tả rõ chiếc xe là nó có lỗi gì không, có vấn đề gì không. Vâng, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ Dung Audi trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý khách hàng, hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo ạ. Xin chào quý vị các bạn.